Hi everyone, welcome back to my channel Starsky to Go. Bam bam. Vào tới cái đầu tiên. Ok, let's go. Đời này cũng khá là rộng. Trong này có gì không? Wow. Xanh. Gà là màu hồng này, mực là màu hồng, mực màu cam, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh na. Hiện tại thì cái này đang chưa có pin và mình sẽ phải đi tìm những có pin. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ tiến sâu vào bên trong. Các bạn sẽ phải đợi cái like. Ok. Cánh cửa ở đây đã mở ra. Và tiếp tục đi sâu vào. Oh my god. Một chú gà. Xem xung quanh đây có gì không. Rồi, ở đây đã có hoạt động. Tiếp tục. Trên speeder, xong ta lại ở đây. Chiếc máy đó đang bị kẹt ở đâu à? Rồi, các bạn sẽ phải đưa máy này ra ngoài. Thank you.
Rồi, sau đó các bạn sẽ đi tìm đường đến. Glide biến thành chiếc thuyền. Tiếp tục các bạn sẽ tiến sâu vào bên trong và làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Tiếp tục, cánh cửa mở ra rồi. Và bây giờ mình sẽ ăn. Không được. Ok, tiến sâu vào là. Cứ thế các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu bên trong. Ok. Rồi, vào tới cái thứ ba. Let's go. Chiếc máy này đang hoạt động ở đây, nhưng mà mình ấn địa điểm thì lại không được. Được rồi, tiếp tục là. Mở tiếp cánh cửa này ra. Có nguồn điện thì khi các bạn bật nguồn điện nó lên, nguồn điện mới nhìn thấy được. Các bạn sẽ phải tìm cách để mở cánh cửa bên kia ra.
thiếu một cái gì đó để mở cái này nhỉ. Phải tìm được một thứ gì đó ở gần đây. Hay là bật nguồn điện đây nhỉ. Cái này thì bật rồi này. Cái này như cũng bật rồi. Thử lại xem. Rồi. Đã sáng. Và tiếp tục các bạn sẽ bật ở đây tiếp. Ở đây các bạn sẽ đi tìm món đồ và tiếp tục tiến sâu bên trong. Có một con đường đi sâu vào trong đây. Oh my god, vướng. Không đi sang được à? Đây rồi. Oh man. Yeah yeah. Cẩn thận ngã nhá. Khi ngã là các bạn sẽ phải chơi lại ngay. Rồi. Cánh cửa đã mở ra tiếp và các bạn sẽ tiến sâu bên trong trong tới cái này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ tư. Let go. Play. Vâng, đây như kiểu là một siêu nhân. Gì lại đứng yên rồi. What? Bị khóa luôn các bạn ạ. Có thể bị lag rồi hay là lặng quá. Cũng không đặt xuống được luôn. Và các bạn cũng không đi được luôn. Oh my god. Tựa game này có vẻ mình lỗi rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Sẽ phải đi tìm kiếm hai cây đai. Không có này. Oh my god. Đó là một cái quái vật gì đó. Thế thì chuồn thôi. Xem đường chuồn đi đường nào. Đây rồi. Ồ, quái vật lại đi từ đây ra. Nhảy lên trên này nào. Trong này có gì không? Kêu ở đâu đó. Không có gì đây. Tiếng nước chảy. Cái laptop. K.
khá là rộng nha các bạn nha. Để các bạn tìm được, các bạn sẽ phải làm sao để ghi nhớ. Nhưng mà hiện tại ở đây mình đang bị pan pan này. Wow, hai con. Oh my god. Oh my god. Rồi vào từ game tiếp theo. Play. Cái này hiện tại mình đang ở một chiếc gầm. Một gầm đường. Ok. Và đây gì? Thu thập tất cả 20 chiếc hộp à? Chiếc hộp thứ ba đây. Chỗ này mỗi lần cầm được có 2 chiếc hộp thôi sao? Oh my god. Wow. Oh my god. Đó là một rainbow. Tốc độ CNC TV thấp một chút. Stop screaming. Có tiếng. Your blood tastes bitter. Ông thằng nào mà. Oh my god. Thoát đâu. Đi nào đây. Chuột vẫn nhanh. Thu. Gotten a bam bam. Vâng, hiện tại mình đang là một anh chàng Gotten. Bây giờ xem đi đâu đây. Ngôi nhà cũng khá là rộng. Okay. Game over. Wow. What? What's up? Nhà này cũng khá là rộng. Không biết nhiệm vụ của tôi cái này là gì. Chiếc loa. Loa đâu rồi? Loa.
Oh my god, tìm không kịp rồi.